Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người hay quan tâm đến các kênh thể thao qua YouTube cũng như là kênh thể thao của Công ty Dân Việt. Hôm nay thì tôi lại ngồi chia sẻ với các bạn một công trình thể thao mà Công ty Dân Việt cũng đã đang tham gia và cũng đang chạy theo dự án này. Đây là một tập thể thao của tập đoàn Hanaka tại Bắc Ninh. Cái tập đoàn này là họ chuyên sản xuất về máy biến áp và dây điện cho toàn quốc và cũng cho nước ngoài. Thì cũng xuất phát từ một cái đam mê thể thao. Đầu tiên là đam mê của chủ tịch tập đoàn, cộng với là khi chủ tịch mời chúng tôi sang đây làm việc để sửa chữa một vài cái sân cho bên tập đoàn. Thế thì chủ tịch cũng có mời tôi là vào làm ở hai cái sân ở khu đô thị của Hanaka này, khu đô thị Paris Ocean Park của Hanaka này. Thế tôi nhìn thấy một cái không gian đất thì tôi hỏi chủ tịch là tại sao đất nhiều này thì chủ tịch này định làm những việc gì. Thế chủ tịch bảo làm hai sân nít cho cái khu đô thị này. Thì tôi bảo là thì cùng với cái ý tưởng xuất phát là thật sự với các bạn là về thể thao tôi rất là đam mê, trong đó có bóng đá. Đầu tiên là bóng đá thì tôi đã chinh phục các mặt sân cỏ của V-League và các mặt sân và môn tennis. Thì là tôi cũng ý tưởng của tôi là tôi sẽ tự mình kiếm tiền và tôi sẽ xây ra một cái tổ hợp thể thao gồm có bóng đá, tennis và các bộ môn khác kết hợp để cùng với bể bơi, cộng với những khu tiện ích nó tầm khoảng đến 40 đến 50 hecta. Thì tôi giờ đã góp tiền để mua được khoảng 10 hecta rồi, còn 40 hecta nữa thì chắc tôi đang góp tiền tiếp để tôi mua và tôi sẽ xây được một cái tổ hợp như này. Xuất phát từ cái đam mê cũng như là một cái ý tưởng của tôi thì tôi đã nói với chủ tịch tập đoàn Hanaka là anh sao không xây một cái tổ hợp sân tennis và phục vụ cư dân cũng như là một trong những cái tổ hợp để phục vụ các giải đấu lớn tầm quốc tế về đây. Thế thì xuất phát từ cái việc đấy thì chủ tịch thấy tôi đề xuất đấy và chủ tịch đồng ý. Thì tôi cũng lên tổng cục thể dục thể thao và tôi cũng đề xuất với tổng thể thao và gọi là môi giới giữa hai bên để làm việc để ra một cái tổ hợp sân tennis đẳng cấp châu Á, như châu Âu tại Bắc Ninh và tại tập đoàn khu đô thị Hanaka Ocean Park này. Đấy, các bạn thấy đấy, tức là mình cứ yêu thích đi rồi mình sẽ thành công. Thì tôi đã yêu thích tự tôi xây dựng một tổ hợp như này nhưng mà tôi chưa làm được. Thì qua cái tư vấn cũng như là qua cái môi giới thì tôi cũng đã làm được một cái gọi là không phải của mình nhưng mà cũng đã đóng góp một phần cho thể thao Việt Nam mà đặc biệt là bộ môn tennis. Thì các bạn thấy đây là tôi đang giới thiệu thêm về một chút về cái quá trình để thành công cái dự án này nó là như vậy. Thế cái dự án này thì hiện giờ nó được khoảng 80% rồi. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn là cái tổ hợp sân tennis trong nhà đã. Đây, trong cái sân tennis trong nhà có thể nói là đạt đẳng cấp châu Âu, cũng đẳng cấp thế giới. Chắc là cũng chỉ ngoại trừ vài những cái nước giàu có như Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản. Thì may ra mới cũng có một cái sân mái tre đẳng cấp như này. Cái sân này nó đặc biệt là như thế này. Diện tích sân thì nó đạt được khoảng 25 đến 55 mét. Có thể nói đây là một cái sân đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Tôi đang ngồi ở cuối khán đài, cuối sân của sân tennis thì các bạn nhìn thấy một hướng đấy là một rất rất đẹp. Cộng với nữa là một cái sân với một khẩu độ vươn từ cái cột bên này, từ cột bên này sang cái cột bên kia là rơi khoảng 90 mét bằng một cái sân bóng đá, cộng với chiều ngang khoảng 6 mét, bạn thấy là một cái tổ hợp sân tennis có thể nói là thật sự là hoàn hảo. Thì cái với đầu tiên tôi nói về vấn đề là thiết kế, đầu tiên là tôi phải thấy là một cái trong những cái nhà thiết kế chúng tôi cũng được tham gia và chúng tôi cũng được phản biện, thì một trong những cái thiết kế tôi nó có thể nói là hoàn hảo mà xịn sò bậc nhất mà tôi đã từng được biết. Với một cái thiết kế như này thì ánh sáng gần như là không bị lóa cho các vận động viên chơi thi đấu tennis. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái mặt là dùng bằng bạt, với hai là cái ánh sáng nó lọt vào nó làm cho khi thi đấu nó rất là tự nhiên. Nếu về ban ngày ánh sáng rất là tự nhiên. Và với một cái khí hậu miền Bắc nó nóng ẩm mà nó thất thường thì đã yêu cầu nhà thiết kế là mở cái mái là mở ra mở vào được. Thế có thể để nói là nếu như mà nắng thì có thể đóng vào, mà nắng thì có thể mở ra và mưa có thể đóng vào. Nhưng có một cái nó xịn sò mà nó trên cả xịn sò mà trên cả những cái tầm suy tính của tất cả mọi người. Với một cái mái bạt và một không gian cao như này thì đủ cho cái sự thông thoáng và nó không bị nóng ở trong sân. Cộng với là các bạn thấy không?
với một cái hệ thống mái lửng thì thứ nhất là nó lọt được không khí, nó có thể nói là nó trao đổi không khí rất là tốt, thì nó không bị nóng. Tức là nó không như những các thiết kế các sân bãi cũng như là các nhà thi đấu của Việt Nam, tức là rất là nóng bức mà nó khó chịu, nó ồn ào. Ví dụ như các bạn chơi bóng chuyền trong này chẳng hạn thì nó không có cái tiêu âm, nó rất là ồn ào, mà khán giả thì cổ vũ thì rất là dễ dây, nó một cái gọi là nhức tai, nó gọi là nó rất là bị nhức tai cho cái cho một cái không gian này. Cái không gian này nó mở thì mọi thứ nó hoạt động trong này thì nó sẽ triệt tiêu hết được âm thanh. Nên là tôi phải đánh giá một trong những cái tổ hợp như thế này thì nó xịn sò về mặt cơ sở vật chất, xịn sò về công năng sử dụng, xịn sò về một cái chi tiết nhỏ đó là thông thoáng và cái độ ồn của khán giả. Ngược lại, những cái sự kiện trong sân này có thể là ca nhạc này, các giải đấu tầm quốc tế như là bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, rất là tất cả tất tật vân vân trong đều tổ chức được trong cái sân trong như thế này. Thì tôi thấy là đánh giá những cái chi tiết này thì tôi thấy là tất cả các nhà đầu tư cũng như là cái nhà tư vấn thiết kế mà đang làm cho các tỉnh thành ấy, thì cũng nên lên đến Hanaka để học hỏi một cái không gian về một cái sân thi đấu trong nhà. Các bạn thấy không, cái sân đấu nhà các bạn thấy ngay những cái gì tôi giới thiệu đấy, các bạn thấy là nó đã vượt tầm dập khuôn của các thiết kế kỹ thuật sư mà đang thiết kế cho các sân trong nhà. Vì mọi người cứ dập khuôn, mọi người không dám thay đổi, mọi người cứ muốn lấy cái nhà thi đấu nọ xong lại ốp sang nhà thi đấu kia. Các bạn thấy nhà thi đấu Việt Nam thì gần là giống nhau vì tôi giống nhau về công năng sử dụng, giống nhau về cái gọi là cái ấu trĩ, giống nhau về một cái gọi là cái mất tiền của cho nhà nước, mất tiền của cho chủ đầu tư. Thế mọi người thấy một cái thay đổi như này nó rất là nhẹ nhàng, có thể giá thành vẫn thế nhưng công năng sử dụng thì có thể nói là cực kỳ là tiết kiệm. Ví dụ như ánh sáng gần như bọn tôi không phải sử dụng, điều hòa không cần phải có, cộng với là ban tối thì đương nhiên phải bật điện, bật đèn thôi, chứ còn nếu bình thường thì không bao giờ cần phải dùng đến một cái một không bình thường thì không phải dùng đến năng lượng nhiều. Với một cái thiết kế như này thì cũng có thể là tôi nghĩ là cũng áp dụng cho một sân bóng đá được, mà nó cũng không đáng bao nhiêu tiền. Với một cái mái che như này nó cũng rơi vào đâu đó khoảng trên dưới 30 tỷ thì tôi nghĩ là bình thường. Thì mái che tôi cứ cho lên đến khoảng 100 tỷ nữa đi thì tôi nghĩ là nó là quá xịn sò cho một cái tổ hợp thể thao của Việt Nam này. Thế thì ngoài ra nữa, tôi nói một cái chi tiết nữa là cái bậc của khán giả Việt Nam ấy, thì các bạn thấy là cái bậc này chưa lắp ghế đâu, nhưng mà cái bậc của Việt Nam ấy thường thường là bậc khán giả là thường thường cứ mọi người ngồi ấy, là cứ hay khi ngồi xem này mà có người đi qua là phải đứng lên để cho người khác vào. Còn đó rất gây ảnh hưởng đến cái chú ý của người xem, là phải là đi cái vấn đề giao thông ở trên các bậc này nó rất là nó ngắn, nên là nó gây đến cái sự giao thông nó rất là khó chịu cho cái khán giả ngồi xem. Thì tôi chỉ những cái việc đó thì chúng tôi cũng đã đề xuất lên cho những bên đơn vị tư vấn thiết kế và họ cũng đã làm theo những cái gì mà chúng tôi yêu cầu. Các bạn thấy không, đấy cái ngồi có thể rất là thoải mái. Đây tôi ngồi đây nhá, tôi ngồi đây thì mọi người có thể đi qua đây luôn. Đấy, mọi người có thể đi qua đây và tôi không phải đứng dậy nữa. Thì các bạn thấy nó thể nói là đây một trong những cái gọi là thiết kế tôi nghĩ là cực kỳ tiện ích, nên là cũng rất mong các nhà thiết kế của Việt Nam ấy là nên mọi người nên thay đổi, không nên dập khuôn quá. Cái gì cũng chỉ sợ sai và cũng không muốn là thay đổi thì cái việc đó thì đúng là nó rất là ảnh hưởng cho đấy cái sự vận hành sau này. Thế ngoài ra thì tôi đang nói về cái sân, cái mái che trong nhà thì các bạn thấy là nó quá là xịn sò rồi. Cộng với những cái mà một tổ hợp nữa là tôi lại giới thiệu lên mà 6 sân tennis ngoài trời. Tức là 6 sân tennis ngoài trời, mục đích của 6 sân này là thi đấu, có thể thi đấu những nhiều nội dung vòng bảng hoặc là các đội về tập huấn hoặc là cũng như là làm quen khởi động trước khi vào thi đấu. Các bạn thấy có một cái tổ hợp mà rất là hoàn hảo. Tại sao các sân bóng đá của Việt Nam ấy thì mọi người cũng thấy chỉ có mỗi sân chính thôi, còn sân tập gần thì không có, mà sân tập rất là xa. Nên cũng hy vọng là qua cộng đồng mạng này các bạn cũng thấy là cái sự chia sẻ rất tâm huyết của tôi, thì cũng muốn là từ cộng đồng mạng này anh em chúng ta đóng góp cho bóng đá ở Việt Nam cũng như cho các thể thao Việt Nam có những cơ sở vật chất nó tốt hơn nữa. Thế cũng ngược lại với các bạn là tôi cũng đang
Cái ý tưởng của tôi thì cũng vẫn nói với chủ tịch tập đoàn ấy là tôi muốn làm thêm ba cái sân bóng đá cỏ tự nhiên ở phía ngoài kia nữa. Đất ở đây thì nó vẫn còn rất là rộng, thì tôi muốn là một cái hồ bơi, một công viên nước thì không phải là công viên nước to, mà công viên nước cũng vừa đủ để cho các khán giả cũng như là các cổ động viên về đây, ngoài theo dõi các trận thi đấu thể thao đỉnh cao thì có những chỗ giải trí như là công viên này, công viên nước này, các khu dịch vụ này, cộng với là ba sân, tức là ba sân bóng đá cỏ tự nhiên ngoài kia nữa, thì đây sẽ là, tôi hy vọng thì đây sẽ là một cái tổ hợp thể thao, để gần như tổ hợp thể thao tổng hợp các môn bộ môn như bóng đá, tennis, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ, nói chung là tất cả những môn bóng đá, cái môn mà các bạn biết là bóng đá còn tổ chức được thì tennis còn tổ chức được, thì các môn thể thao khác thì thật sự là rất là dễ tổ chức thôi. Các bạn thấy là một cái cơ sở có thể nói là rất là hoàn hảo, thì chúng tôi cũng là vinh dự là một trong những người mà đề xuất ra những cái ý tưởng cũng như là chúng tôi tham gia vào các mặt sân của hệ thống sân thể thao này. Thì cũng qua các kênh thể thao này thì cũng là do tôi tự làm và tôi tự quay nên là cái chất lượng hình ảnh cũng như chất lượng âm thanh ấy thì nó cũng chưa được các bạn hài lòng lắm. Thì chúng tôi cũng mong các bạn là xin các bạn đóng góp thêm, các bạn khen thì tôi cũng nhận mà chê tôi cũng nhận, vì tôi làm theo tôi thích chứ tôi cũng chẳng quan tâm là tôi phải ai ai thích cả, nên là các bạn cứ comment, cứ nhận xét thoải mái. Thế nên với một cái điều kiện thì tôi cũng nói rồi, tôi có tiền mua khoảng 10 hectare đất rồi. Còn bây giờ còn mỗi sự là ủng hộ của các bạn cũng như đóng góp của các bạn nữa, tôi mua thêm 40 hectare đất nữa và tôi tự làm một cái khu thể thao của tôi. Đó là cái mong muốn của tôi. Nên là cũng rất cảm ơn là tất cả mọi người đang ủng hộ cái kênh thể thao, các kênh thể thao qua YouTube của Việt. Nên là mong mọi người ủng hộ và đóng góp để cho ít nhất là cộng đồng mạng chúng ta. Qua cộng đồng mạng này thì tôi thấy là cũng có một cái điều tích cực là gây ảnh hưởng đến chút chút đâu.